Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Soccer TV. Bữa nay mình sẽ chia sẻ với các bạn đó chính là cái cách mà chúng ta sẽ phòng bệnh, cái bệnh mà rất là phổ biến nhiều nhất trong cái giới chơi lan hồ điệp, đó chính là cái bệnh thối nhũn, thối lá. Trước mắt các bạn đó chính là hai bạn này này, hai em hồ điệp đó. Thì hai em ấy đã sau một thời gian chống chọi với bệnh thối lá, thối nhũn thì mình đã khắc phục được thành công. Mình sẽ cho các bạn xem qua và hôm nay mình sẽ nói cho các bạn cách chúng ta sẽ phòng bệnh này như thế nào nhé. Đây này, em này thì bị nhẹ thôi, em này chỉ có bị có một chiếc lá thôi, thì mình đã cắt em ấy cái lá này đi, sau đó là mình đã bôi cái oxy già. Mình sẽ mang đây cho các bạn xem, mình nói qua lại một chút xíu nhé. Đây, các bạn sẽ bôi cái loại oxy già này này. Oxy già này là cái loại nước oxy già 10 thể tích 3% nhé, chai 60 ml nhé. Ở ngoài nó bán 3.000 hay sao ấy. Đấy, các bạn sẽ tưới cái oxy già này, các bạn nhỏ vào quanh cái mép mà chúng ta cắt nhé. Sau đó là để đợi được 5 đến 10 phút thì các bạn sẽ bôi cái keo liền sẹo này này. Đấy, đây chính là cách mà chúng ta chữa nhé. Nhưng mà mình khuyên các bạn, đây là trường hợp xấu nhất nên mới xảy ra nên chúng ta phải chữa thôi. Chứ nếu mà tốt nhất chúng ta nên phòng bệnh này thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nó sẽ không xảy ra những thiệt hại nặng nề như thế này. Và đặc biệt đó chính là cây nó nhìn nó không được tốt. Đấy, các bạn nhìn đi. Các bạn để ý kỹ nhé, keo liền sẹo mà khi mà các bạn đã nhỏ oxy già đấy xong độ 10 phút đến 15 phút đấy nó khô lại, các bạn bôi keo liền sẹo này nó sẽ có cái màu như màu đỏ, đỏ cứng cứng đấy. Như thế này chúng ta đã khắc phục thành công rồi nhé. Thì đây là cái bệnh rất là phổ biến nên vì vậy mà mình sẽ chia sẻ với các bạn đó chính là cách chúng ta sẽ phòng bệnh như thế nào. Như hôm nay đấy thì mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái cách phòng bệnh nhưng bằng cách nào. À, mình nói qua nhé, nếu mà các em này đã bị bệnh thì các bạn phải cho trong phòng cách ly nhé, không được tưới nước trong khoảng thời gian từ 1 tuần đấy. Các bạn chữa trị cho các em này, theo dõi và chữa trị đấy thì không được tưới nước nhé, đến khi nào các em dừng lại rồi thì các bạn mới mang ra ngoài đấy. Và khi các bạn này đã bị bệnh thì các bạn bỏ hết cái giỏ lan ở cái vườn của các bạn xuống, sau đó các bạn sẽ xịt hết xung quanh cái chỗ trồng lan của các bạn ấy khử trùng, gọi là giống như kiểu đi 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 khử trùng đấy, khử vườn luôn đấy. Thì nồng độ phân như thế nào thì bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn này. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cách tưới này, cách phòng bệnh nhá. Đây, rồi phòng bệnh thì là mình sẽ tưới cho em đấy tỷ lệ là đây là 1 lít nước nhé các bạn, đây là 1 lít nước nhé, đây là lọ, các bạn lưu ý kỹ tên của mình này, Fisan 20 này, SN này, đây là thuốc sát khuẩn nhé, đặc trị là cháy bìa lá này, thối nhũn này, thối thân này. Đấy, thằng này nó rất là đậm đặc, nó có mùi giống như là mùi thuốc trừ sâu, đúng rồi, nó mùi mùi hơi giống thuốc trừ sâu. Thì cách pha như thế nào các bạn? Mình sẽ pha theo tỷ lệ là, ôi ôi dùng nhiều quá nên bây giờ các bạn hãy dùng theo tỷ lệ là 1 cc nhé, 1 cc với 1 lít nước nhé. Đây mình sẽ dùng cái xin anh này. Cái này dùng nhiều quá nên nó không được nhạy cho lắm. Đây là 2 rồi. Sắp đẹp ạ. Các bạn ơi, cái bệnh này nó nguy hiểm lắm, các bạn phải thật lưu ý giúp mình nhé. Nếu mà bị
nặng ấy thì chúng ta phải tưới cho em ấy là 2 cc nhé. Rồi ok rồi, 1 cc nhé các bạn nhé. Đấy, bạn sẽ cho vào đây. Đấy, nhẽ ra mình phải đeo găng tay ấy mà hôm nay mình sơ ý quá. Ấy, mùi nồng nặc quá. Mình sẽ để ra ngoài đây chút xíu. Mình sẽ lắc em này lên. Mùi ghê quá. Nếu như mà cây mà bị bệnh thì các bạn pha 2 cc với 1 lít nước, các bạn sẽ tưới lên cho lan của chúng ta nhé. Còn đâu mà nếu mà bị còn hoặc là chúng ta pha 2 cc ấy, chúng ta tưới lên cây là cái thứ nhất. Hai là các bạn sẽ bỏ cái giá thể đó ra, các bạn bỏ hẳn cả cây lan ra, sau đó là các bạn sẽ ngâm với cả dung dịch nước đó 2 cc đấy, sau đó các bạn để trong vòng 3 phút, ngâm trong vòng 3 phút nhé. Cái này nó nồng độ mạnh lắm, các bạn ngâm lâu nó cháy lá đấy. Rồi thì bữa nay đó là cách chúng ta là phòng bệnh thối nhũn là như thế nào. Sau khi mà mình đã lắc cái này lên rồi đấy thì bây giờ mình sẽ tưới em nhé, tưới xịt hết cả thêm thân lá. Bạn xịt cho mình tất cả nhé, gốc lá này xịt hết nhé, xịt cả lá dưới nhé. Em bên này cũng thế. Đây chính là cách mà chúng ta phòng bệnh thối lá, thối nhũn. Vì cái bệnh này nó rất là phổ biến nên các bạn phải lưu ý giúp mình. Còn đâu là cách tưới thì mình đã chia sẻ với các bạn rồi, phòng chống như thế nào rồi, đúng không? Còn đâu bây giờ là mình nói về cách mà nguyên nhân nhé. Mình đã tưới qua này. Đây các bạn này, khá là đậm đấy, khá là đậm đấy. Mình sẽ nói nguyên nhân và cách tưới của nó hàng tháng như thế nào. Nguyên nhân của bệnh thối nhũn này nè, nguyên nhân của bệnh thối nhũn này đấy, thứ nhất là do một cái loại vi khuẩn nó gây ra, virus đấy nó gây ra. Cái virus đấy nó tên tiếng Anh rất là dài thì mình tạm dịch tạm nói là cái virus thối nhũn nhé. Thì cái này nó là môi trường ẩm ướt, nó sẽ tạo điều kiện phát triển rất là nhanh. Thưa, nguyên nhân là do các bạn tưới nước quá là nhiều, cái môi trường của trong lan của bạn nó quá là ẩm thì nó sẽ tạo điều kiện rất là tốt cho cái virus này nó phát triển. Virus này nó phát triển thì lúc đầu nó sẽ có biểu hiện là một cái chấm ở giữa cái lá này, giống như bị bỏng đấy, sau đó nó bị lan ra, nó tròn, nó lan lớn ra, nó sẽ làm rụng cái lá này đi này, sau đó là nó lại nhảy sang lá này hoặc có thể là nhảy sang những lá khác, nó sẽ ăn dần ăn mòn cây lan của bạn trong vòng khoảng 1 tuần là sẽ bị chết. Đấy là cái biểu hiện của nó. Thì cái nguyên nhân của nó là do môi trường ẩm ướt, do một loại virus gây ra nhé. Cái thứ hai là do mưa, nước mưa đầu mùa cũng rất là nguy hiểm, nó cũng gây ra cái bệnh thối nhũn này. Cái nước cái mưa đấy các bạn hạn chế đầu mùa nhé, đầu mùa nó cũng rất là nguy hiểm. Thì hoặc là nguyên nhân thứ ba đó chính là do các bạn tưới phân cái hàm lượng liter cao quá, nó sẽ tồn đọng lại không tiêu thụ hết được cái lượng liter, nó cũng sẽ gây ra cái bệnh thối nhũn này nhé. Đấy là chính, là hoặc là do nguyên nhân khác nữa. Nguyên nhân thứ tư đó chính là do những cái con động vật nó ăn, nó chích hút vào cái lá cây của các bạn này này, hoặc gốc này này, thì hoặc là nó do ăn này, xô sên này, nó ăn đấy thì nó sẽ tạo những cái vết thương ở trên cây, rồi chúng ta sẽ tưới nước vào, vô tình chúng ta cũng làm cái vi khuẩn đấy nó xâm nhập vào cái cây là cũng xâm hại đến cái, nó phát bệnh đấy các bạn. Đấy là những cái nguyên nhân chính gây ra cái bệnh
thối lá, thối nhũn nha các bạn, và cái bệnh này nó cực kỳ là nguy hiểm. Thì cách chữa thì mình đã chia sẻ với các bạn rồi đúng không? Bữa nay mình chia sẻ với các bạn đó chính là cách khắc phục cái bệnh này, nó cũng rất đơn giản. Bây giờ mình sẽ tổng kết lại với các bạn nha. Tổng kết lại cho các bạn nhé. Muốn mà chống phòng được cái bệnh thối lá thối nhũn này đấy thì các bạn phải chuẩn bị cho mình, thứ nhất là một cái lọ thuốc sát khuẩn Phisan 20 SN này nhé. Thằng này nó chuyên về trị về thối lá thối nhũn. Các bạn pha với thằng này tỷ lệ là một một lít nước với cả một phần một cc đấy, một cc để có nói này đấy, một cc. Nếu mà bị nặng thì các bạn sẽ pha với 2 cc và các bạn sẽ ngâm với bỏ cái cây ra, nhấc hẳn ra, ngâm vào trong cái dung dịch pha ấy đấy trong vòng độ 3 phút nhé. Sau đó các bạn sẽ treo ngược lại, các bạn mang trong nhà các bạn theo dõi. Còn đâu đây là trường hợp nào chỉ là phòng bệnh mà thôi. Chữa bệnh thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi đúng không? Rồi. Nếu mà các bạn cảm thấy cái video này nó có ý nghĩa thiết thực với các bạn ấy thì các bạn hãy like ủng hộ để chia sẻ cho nhiều người để mọi người đỡ phải bị mắc cái bệnh này. Đặc biệt bệnh này nó rất là nguy hiểm, rất là nhanh. Mình trong vòng thời gian ngắn thì nó mất khá là nhiều. Thì còn đâu nếu các bạn đã biết rồi đấy thì video chỉ mang tính chất là giao lưu thôi. Rất là mong những cái lời góp ý từ các bạn để cho xây dựng cho mình, bổ sung thêm kiến thức để ra những cái video nó có ý nghĩa cho cộng đồng chữa lành hơn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Chào các bạn.